Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Mình là NHT đây. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với xưởng level 25 của mình. Và đây là cái xưởng level 25 của mình ha. Thì hiện tại thì có một cái sự kiện ở trong cái khu vực hòm thư. Là cái sự kiện là bản dữ liệu. Cái gì? Sao lại là bản dữ liệu? Cái này phải gọi là gương chợ đen hay gì chứ, đúng không? Cái này nó phải bản dữ liệu đâu. Thì là ở trong gương vàng của chợ đen mở bằng đơn vị tiền tệ là chìa khóa ấy, thì nó có một cái sự kiện liên quan đến những con robot nè, vũ khí phi công gì đó liên quan đến công ty Icarus ha. Thì cụ thể hơn thì mình sẽ vào mình check ở cái phần đó chính là gương vàng ở đây. Chúng ta có những cái phần thưởng đi từ giá trị nhất thì chúng ta có Eiffel này hoặc là Minos. Còn lại thì đó là những vũ khí Titan, robot như là Ochokochi, Resist, Emoji này, đấy, Skydot này, đa số là những con robot rất là xịn sò ha. Rồi, thì mình review sơ sơ qua như vậy thôi. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mở thử vận may của mình với 9.396 chìa khóa như thế này thì mình có thể có được những cái phần hưởng giá trị hay không ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở những cái gương vàng để xem coi là phần hưởng nó cho mình có được robot hay là titan hay là cái gì đó xịn hay không ha. Rồi bây giờ mình mở nè. Hy vọng là với gương đầu tiên thì nó cho mình con Eiffel ha. Cái này chắc ước mơ không bao giờ trở thành sự thật quá à. Nào để xem coi là phần hưởng mà game cho chúng ta là gì đây. Ôi phi công à. Oh no. Một phi công cho Skyrock mà cũng không cho Theseus được à. Có cần phải như vậy không? Tính ra là nếu như mà mình mở phi công thì mình đi mở gương kia nó sẽ lời hơn ấy. Rồi nào, cho tôi một con robot đi. Stella Phantom. Ôi mình thích con này lắm đó. Wow, một robot mới. Ui, bây giờ nó có thêm cái hoạt ảnh nhìn ngầu ghê luôn nè anh em. Bạn đã nhận được robot mới Stella Phantom. Sắp sửa có video gì nó rồi đó. Chứ trong video ngày hôm nay mình không biết mình chơi được nó hay không. Mình mở xong rồi mình review xưởng cho anh em ha. Rồi để sắp tới mình chơi coi Phantom nó ok hay không. Ngon rồi, có một con robot là thấy vui rồi đấy. Một khẩu Ivory Atomizer. Hình như nó cũng có thể trang bị cho Phantom á. Nó là vũ khí vô hạn đạn. Rồi theo đánh giá của mình thì cái sự kiện này nó ngon hơn là Space Tech với lại Evolite ha, theo cảm nhận riêng thôi. Còn anh em thì thấy như thế nào để lại cảm nhận ở bên dưới cũng như là để lại cho mình biết bình luận bên dưới nha, là anh em đã nhận được những gì khi mà mở cái gương này và chia sẻ cùng mình ha. Rồi hy vọng là một con robot mới nữa cho mình nào. Mình rất là mong chờ phi công cho Phantom luôn, bởi vì là mình đã có Phantom rồi mà. Reaper à. Một khẩu súng bắn tỉa tầm xa khá là mạnh. Và hình như thì trong cái xưởng level 25 này thì đây là cây Reaper đầu tiên của mình ha. Rồi mình rất là mong chờ một con robot. Hy vọng là game sẽ cho mình một con robot. Không phải là một con robot rồi. Nó là một khẩu Freedom Mace. Cũng ok. Một thể loại vũ khí cận chiến hạng trung ha. Ở nào, cho tôi một con robot đi nào. Puncher hay là Kugel? Ok, Kugel. Chẳng lẽ bây giờ mình chơi Phantom full shotgun nổ nhỉ? Mình đã có được hai khẩu rồi và mình sắp có được đương cực đại nữa. Hy vọng là mình sẽ nhận được một con Titan Luchador hoặc là Ether hay gì đấy, hay là Sirius thì mình đã có rồi nè, mình cần rút ha. Rồi. Rất là mong chờ vào phần hưởng tiếp theo, hy vọng là mình sẽ có được một con robot. Không phải robot nữa sao? Kugel nữa à? Bây giờ là Puncher. Puncher là một thể loại vũ khí sắp đem ở tầm gần thôi à, chứ nó cũng không phải là xa, bởi vì nó có 500m nhưng mà nó tầm gần mới ok ha. Đấy, mà cây này mình nhớ là nó mạnh đấy, nó rất là hiệu quả để mà gây hiệu ứng luôn. Rồi bây giờ mình rất là mong chờ xem coi là cái phần hưởng này là gì. Lin á? Tại sao không phải là Bai Hu mà lại cho tôi con Lin thế? Tôi có con Lin rồi. Ôi trời ơi, thật là tệ mà. Sao? Cho Eiffel đây là vui lên liền á.
thật sự luôn, chơi eFail đi bạn ơi. Nào, oh no, chúng ta vừa mới lướt qua eFail. Không được eFail nhưng mà được Tumultus là vũ khí cho con eFail. Rồi, đến với rương cuối cùng, xem có cái gì xịn xịn hay không. Tiếp tục là Puncher à? Hay là mình chơi con Lin hai Puncher nhỉ? Ok chứ nhỉ, cũng ok đấy. À đây mình check xem coi là cái xưởng mình nó có thêm cái gì mới rồi. Puncher thì mình có thể trang bị được cho con con gì đây, con Angler nè. Đấy, Lin thì mình đã có rồi ha. Để mình xem coi. Đấy, có thêm hai cái Puncher. Thì mình sẽ xem con Phantom rồi, Phantom rồi. Sau khi mở 9.000 chìa khóa thì mình đã may mắn nhận được một con Stellar Phantom, là một con ấn bản của Phantom ha. Mình hơi bị thiếu hạng nhẹ, hay là mình chơi loa nhỉ? Mà lai mình chỉ có một khẩu thôi. Hạng đổi. Nhiều hạng nhẹ, mình chỉ có một loại thôi. Ok, thì nói chung đây là những con robot mà mình đã có được ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tính với phần review xưởng nha. Hẹn anh em vào trong video sau, mình sẽ có thể là mình làm video về Phantom. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ review xưởng nha. Ok, xưởng của bạn ở trong video ngày hôm nay là bạn Nazubum gì đó. Rồi, Liên minh vô địch, Clan FBA. Rồi, đây là hông số của bạn nha. Rồi, để xem nào. Wow, bạn có một con eFail. Có thể là bạn mở ra từ rương vàng, hay là bạn mở ra từ sự kiện gì đấy. Rồi, mình có một con eFail và ở đây mình set khá là nhiều bộ vũ khí khác nhau ha. Thì eFail thì mình nghĩ là mình có thể chơi đạn đuổi là ngon nhất và ổn định nhất. Hoặc là nếu như bạn trình độ cao thì bạn chơi full lửa cho nó, hoặc là full loa. Ngoài ra thì những cái bộ như là vũ khí làm mù thì bạn cũng có thể trang bị thêm nếu như bạn chưa có đủ bộ ha. Rồi, đồ phi công cho con Bad Weir hả? Nếu có phi công cho eFail thì bạn nên trang bị phi công cho eFail, hoặc là phi công dăng ly thì nó sẽ ngon hơn nha. Rồi, ok, hai cái RA, hai cái module còn lại bạn trang bị cho nó hai cái onslaught luôn cũng được nha. Rồi, về phần robot thì bạn chơi Skyrod full bộ điện, một khẩu phóng lao, ok, set chuẩn đấy bạn ơi. Rồi, phi công Hazard chuẩn này bạn có thể lên full tốc độ và tăng cho nó đi chiếm cột nha, không cần phải chơi cận chiến đâu, bạn chỉ cần chơi chiếm cột là đủ rồi. Hai cái RA bạn có thể thêm một cái IA cho nó đi cho nó ok hơn. Drone thì bạn có thể trang bị drone Armadillo phù hợp cho chiếm cột, hoặc là bạn xài sai với Batcan. Rồi, module Fairship ok, tiếp theo là con Bahulin. Bahulin mình chơi hai khẩu này ok nha bạn, và bạn cũng có thể là bạn chơi hai khẩu DK, Puncher, Subdua, Redeemer, Glory, hoặc là Zostun, hay là hút máu Athos gì đó. Nói chung là rất là nhiều bộ có thể trang bị cho con Lin này. Và bộ bạn đang dùng thì nó hơi nguy hiểm một tí, nhưng mà nó yêu cầu kỹ năng cao. Và bộ này thì nó mạnh nha, chứ không yếu nha. Nhưng mà bạn cần có kỹ năng cao khi bạn chơi bộ này. Phi công chuẩn, drone ok, có thể xài drone này, hoặc drone Batcan, hoặc là drone Ketchup. Module ok. Rồi, tiếp theo là Typhon set chuẩn, phi công chuẩn, module chưa chuẩn lắm, mình có thể xài IA với RA thêm cho nó. Rồi, fair ship hoặc là hồi máu tăng cường, drone tạm ok, hoặc là mình xài Ketchup, hoặc là bạn xài Batcan với Sai. Lin này thì ok nè, hai Sudua này. Rồi, phi công thì tùy bạn muốn set gì mình set ha. Rồi, ok, module thì tương tự như con Lin kia. Cuối cùng là con Reset. Reset full bộ Gauss thì nó sẽ khỏe hơn là Reaper ha. Còn nếu như bạn gặp những con như UEFN á mà có phi công thì bạn xài Reaper nó sẽ lời hơn. Rồi, thì nói chung là phần review xưởng của mình đến đây thôi. Và Skyrod, Lin, nói chung là bốn con này là chơi ổn định siêu VIP rồi. Con Reset cũng vậy luôn nha. Nói chung là những con này đều ok hết và bạn có thể chơi ổn định ở liên minh vô địch nha. Rồi, thì nói chung là phần review xưởng đến đây thôi. Và video này thì cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại anh em trong những video clip lần sau nha.